Và bây giờ anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết có tựa đề Trí thức miền Nam sau năm 1975. Thưa quý vị, Huỳnh Kim Báo, cựu tổng thư ký Hội trí thức yêu nước thành phố, cựu chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đã qua đời lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 3 năm 2021. Nhân dịp này xin được giới thiệu một phần nội dung có liên quan tới ông Báo được trích trong chương 6 Vượt biên sách bên thắng cuộc của tác giả Huy Đức viết như sau. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Chu Phạm Ngọc Sơn là một nhà chuyên môn hợp tác toàn diện với chế độ. Ông và một số nhà khoa học khác thường không câu nệ khi nhận các đơn đặt hàng thực hiện những công trình khoa học phục vụ nhu cầu chính trị. Theo Tổng thư ký Hội trí thức yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Kim Báo thì những năm ấy các trí thức Sài Gòn vẫn nhận được điện thoại từ văn phòng thành ủy hỏi xem có công trình khoa học nào chào mừng ngày 3 tháng 2 hay ngày 19 tháng 5 hay không những giáo sư như phạm biểu tâm lê văn thới thì mắng ngay lập tức không có cái thứ khoa học nào gọi là khoa học chào mừng cả nhưng một số người khác thì có người thì làm ra chất tẩy rửa pentonic người thì chứng minh ăn mấy ký khoai mì bộ bằng một ký thịt bò người thì chứng minh ăn bo bo nhiều dinh dưỡng hơn cả gạo nhưng ngay cả những nỗ lực đó cũng không giúp kiến tạo được lòng tin Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn kể rằng, nhìn vào lý lịch thấy trước đây năm nào tôi cũng đi Mỹ nghiên cứu hoặc đi dạy, người ta cứ thắc mắc sao đi Mỹ quá trời, tôi nộp đơn xin vô hội trí thức yêu nước mấy lần bị từ chối. Năm 1980, trong thời gian giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn đi Liên Xô, một người con của ông vượt biên không thành, người con gái của ông cũng cảm thấy bế tắc khi thi không đậu vào dự bị y khoa biết chuyện ông Võ Văn Kiệt thỉnh thoảng qua lại trò chuyện. Khi hiểu thêm nội tình thì ông nói với giáo sư Sơn rằng thôi anh cứ để cho cô ấy và mấy cháu đi đi, đi một cách chính thức. Bên đó có điều kiện cho các cháu học hành. Sau này nếu các cháu trở về thì tốt, nếu không tôi với anh cũng được làm tròn bổn phận. Ông Huỳnh Kim Báu kể sau giải phóng bí thư thứ nhất Lê Duẩn vào Sài Gòn. Sau khi nghe Mai Chí Thọ, Trần Trọng Tân báo cáo tình hình, ông ấy nói, Nãy giờ có một chiến lợi phẩm rất lớn mà các đồng chí không đề cập, đó là lực lượng trí thức được đào tạo từ nhiều nguồn. Lenin nói không có trí thức là không có xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Kim Báu, cách mà chính quyền sử dụng trí thức chủ yếu là để làm kiến. Giáo sư Phạm Hoàng Hộ, Tuy ở thời điểm đó vẫn còn là hiệu phó đại học khoa học, nhưng theo ông bố thì đấy chỉ là một chức vụ bù nhìn không có vai trò gì trong giáo dục. Giáo sư hộ là hiệu phó nhưng không phải đảng viên, nên khi có vấn đề gì thì những người trong đảng họp riêng, quyết định xong có việc nói với ông, có việc không bao giờ ông được biết từ rất sớm giáo sư phạm hoàng hộ đã phản đối cách đào tạo đưa thời gian học chính trị quá nhiều vào chương trình ông cảnh báo nếu chính trị can dự quá mạnh các nhà khoa học sẽ mất căn bản giáo sư phạm hoàng hộ nói lên điều này sau khi chính ông đã được trải nghiệm trong những ngày học chính trị Năm 1977, một lớp học kéo dài 18 tháng về chủ nghĩa xã hội khoa học dành riêng cho các trí thức miền Nam đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Ba, người tham gia tổ chức lớp học này kể lại, chính quyền tưởng rằng sau lớp học sẽ có được một tầng lớp trí thức của chế độ cũ yêu mến và phụng sự chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, nếu như Marxism đã từng được các trí thức miền Nam quan tâm như là một môn khoa học thì giờ đây họ lại nghe những giảng sư miền Bắc nói về Marx hết sức giáo điều, chưa kể những người đứng lớp còn rao giảng với tư thế của người chiến thắng, tự tôn, tự đắc. Những đảng viên tham gia lớp học như ông Võ Ba cũng thừa nhận, trước giới trí thức Sài Gòn, chính quyền đã thất bại ngay trong lần trình diễn đầu tiên. Chưa kết thúc lớp học, tiến sĩ Nguyễn Văn Trung, một giáo sư triết học nổi tiếng của Sài Gòn, một người được coi là hằng học với giáo hội, đã coi Cộng sản cũng là một giáo hội. Tiến sĩ Nguyễn Văn Trung cho rằng hình thức kiểm điểm mà Cộng sản áp dụng trong sinh hoạt chính là một thứ xưng tội mang rợ. Về đường lối, ông cho rằng có thể có những điều Lenin nói đã đúng vào năm 1916, nhưng sau 70 năm mà ta áp dụng là không lý trí thậm chí tại thời điểm kinh tế tan hoang thành ủy đã họp khẩn vấn kế các trí thức ông kiệt đã thực bụng trải lòng các anh chị suy nghĩ đề xuất giải pháp nếu một năm nữa tình hình không chuyển biến các anh chị tùy ý ra đi hay ở lại giáo sư trung đã khẳng khái đáp ngay khi đó nếu còn lòng tự trọng thì các anh nên tự xử cho hợp lẽ tại sao lại đặt vấn đề chúng tôi ra đi ông mai trí thọ tím mặt tím mày đêm đó đòi bắt giáo sư trung nhưng ông kiệt đã năn nỉ bỏ qua còn giáo sư châu tâm luân thì khi nghe các giảng sư miền bắc say sưa nói về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản đã mỉa mai rằng sau không tìm hiểu xem sau chủ nghĩa cộng sản là cái gì để nhân tiện bỏ qua mình bỏ qua luôn hai ba bước Giáo sư Châu Tâm Luân lấy bằng tiến sĩ về kinh tế nông nghiệp ở Đại học Illinois, Mỹ, năm 25 tuổi, trở về giảng dạy cùng lúc ở hai trường đại học Minh Đức và Vạn Hạnh. Ông là một trong những trí thức phản chiến hàng đầu bị chế độ Sài Gòn bắt giam đầu năm 1975 cho tới những ngày cuối tháng 4 năm 75 mới được chính quyền của Dương Văn Minh thả ra. Giáo sư Châu Tâm Luân là một thành viên của nhóm sứ giả được ông Dương Văn Minh phái vào trại Davis và đã được giữ tại đây cho đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 75. Sau giải phóng, chính quyền xếp ông vào diện người của ta Ông là đại biểu khóa 1 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía mình, giáo sư Châu Tâm Luân cũng là một trong những trí thức kỳ vọng nhiều vào chế độ mới. Chỉ mấy tháng sau giải phóng, giá cả sinh hoạt tăng vọt lên trong khi dân tình lo âu thì ông lại cho là giá tăng vì tâm lý, giống như cái cách giải thích thời ấy của chính quyền. Sau khi cho rằng nhà nước không thể dùng ngoại tệ để nhập hàng như trước đây, giáo sư Châu Tâm Luân viết, Giờ đây không còn bọn tay sai đem máu của con em nhân dân đổi lấy đô la nữa thì cần phải tiết kiệm tối đa số ngoại tệ mà dân phải lao động đổ mồ hôi mới đem về được cho quốc gia. Vì vậy, ngoài sự tiếp tay chính quyền kiểm soát gian thương, chúng ta cần phải kiềm hãm bớt kẻ địch ở ngay trong lòng mình. Khi trao cho giáo sư Châu Tâm Luân nhiều trọng trách, chính quyền nghĩ đơn giản ông là người dùng được. Nhưng, cũng như nhiều trí thức Sài Gòn, ông đã không hành xử như là một thứ công cụ. Từ năm 1976, giáo sư Châu Tâm Luân không được đứng lớp vì kiến thức kinh tế của ông là kinh tế tư bản. Tuy nhiên, ông vẫn còn được để ngồi trong hội đồng khoa học của trường. Chỉ ít lâu sau, đảng ủy của trường nhận xét ông muốn tranh giành lãnh đạo với đảng. Giáo sư Châu Tâm Luân kể, Tôi ngạc nhiên. Chế độ cũ hai lần giao chức cho tôi mà tôi đâu có màng tới đâu, nhưng té ra vấn đề không phải là ghế mà là những ý kiến của ông ở hội đồng khoa học luôn luôn khác với ý kiến của chi bộ. Trong một cuộc họp khi nghe ông Đỗ Mười thao thao nói về hợp tác hóa, về chủ trương phải đưa những người bần cố nông lên làm lãnh đạo hợp tác và phải đào tạo họ thì giáo sư Luân hỏi, nhà nước định đào tạo trong bao lâu? Ông Đỗ Mười nói tình hình gấp rút, đào tạo 3 ngày. Giáo sư Châu Tâm Luân nhớ lại, tôi bắt đầu ngao ngán vì muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ cái đầu. Mà những cái đầu thì như thế đấy. Sau lần gặp ông Đỗ Mười, nhà kinh tế nông nghiệp Châu Tâm Luân được đưa về Viện Khoa học Xã hội. Không chỉ có những đụng độ tại cơ quan. Ở Hội đồng Nhân dân, giáo sư Châu Tâm Luân là trưởng ban nông nghiệp trong một phiên họp toàn thể thảo luận về các chương trình khoa học của thành phố sau khi nghe ông luân tranh luận một đại biểu trong hội đồng mặc quân phục đứng dậy xin ngưng cuộc cãi vã và lớn tiếng các chuyên viên đã đề ra rất nhiều thời giờ soạn thảo đại biểu đó tư cách gì mà đòi sửa qua sửa lại ông luân cố dằn lòng tôi xin ngưng cuộc thảo luận bởi vì như vị đại biểu vừa nói đã có các chuyên viên nghiên cứu cho chúng ta rồi thì chúng ta chỉ còn là những chuyên viên dơ tay mà thôi. Chủ trì phiên họp, ông Mai Chí Thọ không nói gì, chỉ yêu cầu biểu quyết. Nhìn thấy ông Luân không dơ tay, ông Mai Chí Thọ hỏi ai không chấp thuận. Ông Luân cũng không dơ tay, ông nói toàn thể chấp thuận một phiếu trắng. Một số cán bộ cách mạng tốt bụng bắt đầu lo lắng cho vị giáo sư trẻ tuổi này. Một trưởng ban đảng khuyên Tôi 60 tuổi, người ta vẫn xem tôi như con nít, phải ăn nói thận trọng lắm đấy. Anh nhớ anh chỉ mới hơn 30 tuổi thôi. Giáo sư Châu Tâm Luân kể, tại diễn đàn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi đề nghị phải áp dụng kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Ông Xuân Thủy nghe nói với tôi rằng anh có phải người đỡ đầu, anh về nói với sáu dân đi. Tôi trả lời ông Xuân Thủy, nếu tôi nói đúng thì các anh phải nghe chứ sao lại cần phải có người đỡ đầu? sau đó ông mai chí thọ nhắc cậu đúng nhưng áp dụng như vậy thì phức tạp quá làm sao chúng tôi quản lý được muốn làm phải có những người như cậu mà nói thật chúng tôi chưa thể tin hoàn toàn những người như cậu theo ông luân những năm ấy tôi chê ông võ văn kiệt nhát xé rào là vá víu phải phá vỡ để áp dụng kinh tế thị trường chứ không thể phá những đoạn rào ông mai chí thọ nghe thấy nhắc nhở phải giữ chính quyền trước hết chính sách sai thì còn có thể sửa được chứ mất chính quyền là mất hết về sau tôi mới thấy ông Mai Chí Thọ đã nói rất thật lòng. Họ đã ngủ rừng hàng chục năm để có chính quyền, thì làm sao họ để mất cái mà họ vừa giành được đó. Hai vợ chồng giáo sư Châu Tâm Luân đều học ở Mỹ. Trước năm 1975, gia đình ông đã định cư ở một nước Bắc Âu, nhưng cả hai đều chọn con đường về nước. Sau 5 năm cố gắng tròi đạp trong chế độ mới, ông không tìm thấy một cơ may thay đổi nào đến đầu năm 1979 ông vẫn còn được trả lời phỏng vấn các phóng viên nước ngoài. Nhưng càng về sau thì không thấy nhà báo nào gặp ông nữa. Giáo sư Châu Tâm Luân nói: "Tôi bắt đầu có dự cảm bất ổn khi tình cờ gặp một vài phóng viên nghe họ nói mấy lần đến Việt Nam xin gặp tôi đều được chính quyền trả lời là giáo sư Châu Tâm Luân đang đi công tác xa. Tôi biết tôi đang dần dần bị cô lập" Dù từng hoạt động trong các phong trào chống đối dưới chế độ Sài Gòn, ông Huỳnh Kim Báo vẫn phải thừa nhận rằng trước năm 1975, mặc dù chính quyền bị coi là bù nhìn, nhưng trí thức vẫn được trọng dụng, họ có quyền thực sự trong chuyên môn. Sau giải phóng, chính quyền được nói là của mình, nhưng trí thức gần như chỉ được dùng như bù nhìn, trong khi đa phần họ là những người khẳng khái. Năm 1977, có lần hệ thống nước máy của thành phố bị đục Ông Võ Văn Kiệt mời các nhà trí thức tới hiến kế, nhiều người phát biểu, nhưng riêng ông Phạm Biểu Tâm thì ngồi im. Ông Kiệt hỏi sao vậy anh Tâm? Ông Phạm Biểu Tâm nguyên là chủ tịch Hội sinh viên Hà Nội trước năm 1945. Đến năm 1963, khi con gái của ông Ngô Đình Nhu là bà Ngô Đình Lệ Thủy thi y khoa, đã bị ông Tâm đánh rớt dù bị nhà Ngô gây áp lực. Ông Tâm là một nhà giáo được sinh viên kính nể. Ông Tâm được nói là rất quý ông Kiệt, nhưng có lẽ do quá bị dồn nén, ông Tâm đứng dậy nói. Từ ngày mấy anh về, cái đầu trí thức khỏe, vì cái gì cũng đã có mấy anh nghĩ hết rồi. Nước dùng hàng ngày là chuyện của mấy anh, đâu phải chuyện của tụi tôi. Một thời gian sau, giáo sư Phạm Hoàng Hộ trả lại chức hiệu phó. Trường sợ mang tiếng nên không nhận. Ông Phạm Hoàng Hộ khóa phòng, giao chìa khóa, tự chấm dứt vai trò chim kiến của mình. Theo ông Võ Văn Kiệt, thành ủy vẫn để giáo sư Phạm Hoàng Hộ hàng năm sang Pháp dạy học. Trong một lần đi Pháp, ông ở lại luôn bên đó rồi viết thư về cho ông Kiệt nói rằng công việc nghiên cứu nhiều, ông cần phải ở lại nơi có phương tiện cho ông làm việc. Khi nào đất nước thực sự cần, ông sẽ về. Còn giáo sư Châu Tâm Luân, Nhân một buổi tối rủ ông Võ Ba tới nhà chơi, đã đưa cho ông Võ Ba coi một tập đánh máy 20 trang về tình hình kinh tế nông nghiệp miền Nam, rồi nói, Võ Ba ơi, mình rất mừng vì bản báo cáo này của mình đã được mặt trận tổ quốc đánh máy gửi đi. Hai lần trước thì họ không chịu đánh máy, nhưng Võ Ba ạ, à, họ đánh sai hết rồi. Những thuật ngữ như ma trận họ đánh thành mặt trận đấy ông ạ. À. Mấy hôm sau, Võ Ba chạy qua nhà giáo sư Luân thì thấy cửa đóng, bên trong thấp thoáng bóng mấy công an đến chốt nhà. Cho dù sang tới Thái Lan, ông bị các thuyền nhân khác đánh rất đau khi viết thư về trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Kim Báo liệu vượt biên có phải là một quyết định sai lầm không? Ông giáo sư Châu Tâm Luân vẫn cả quyết không báo, dù phải trả giá đắt, mình vẫn thấy đi là đúng. Trong số các trí thức miền Nam, ông Võ Văn Kiệt xếp giáo sư Châu Tâm Luân vào cái hàng khó tính. Tuy nhiên, ông kể, đến nhà Châu Tâm Luân mình rất thích vì ảnh thẳng thắn nghĩ sao nói vậy. Có khi như búa bổ, Ảnh hy vọng khi đất nước hòa bình với sự phì nhiêu của đất đai miền Nam sẽ có dịp thi thố giúp phát triển nền nông nghiệp. Nhưng một thời gian sau, thấy cơ chế như thế thì không thể nào đóng góp được. Một người khác từng quen biết bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt nhưng cũng phải vượt biên, đó là kỹ sư Phạm Văn Hai, giám đốc nhà máy dệt phong phú. Ông Phạm Văn Hai là người đưa kỹ nghệ nhuộm vào miền Nam. Ông có hai người con, một người được đặt tên là Phạm Chí Minh, một người là Phạm Ái Quốc, sau ngày 30 tháng 4, ông Phạm Văn Hai vẫn nhiệt tình tư vấn để phục hồi ngành dệt và nghiên cứu chất kích thích cây cỏ. Nhưng năm 1977, ông quyết định đi. Vượt biên hai lần, cả hai lần đều bị bắt. Lần đầu bị bắt ở Kiên Giang, thành ủy lãnh ra. Lần thứ hai bị bắt ở thành phố, ông Võ Văn Kiệt vào thăm. Ông Hai nói: "Cho dù anh quan tâm nhưng như thế này thì không làm được." Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận, những người như kỹ sư Phạm Văn Hai như giáo sư Châu Tâm Luân, nếu chỉ khó khăn về cuộc sống, họ sẽ vượt qua. Nhưng nếu bị đặt vào hoàn cảnh không thể đóng góp, thì họ không chịu được. Tôi cũng không biết làm gì hơn, chỉ đề nghị máy ảnh đừng vượt biên nguy hiểm. Ông Võ Văn Kiệt nhớ lại, tôi tiếc đứt ruột khi để những anh em trí thức ấy ra đi. Nhưng biết là nếu họ ở lại, thì cơ chế hiện thời cũng chưa cho phép mình sử dụng họ. Trước khi vượt biên, ông Dương Kích Nhưỡng, một công trình sư cầu cống, Thủy Điện nói với ông Võ Văn Kiệt Ước mơ của các anh rất đẹp nhưng các anh làm như thế này là không được Đi đâu cũng nghe nói tới nghị quyết Làm cái gì cũng chỉ theo tinh thần nghị quyết này chủ trương kia thay vì theo pháp luật Trị nước mà bằng nghị quyết và chỉ thị chung chung thì không được Tổng thư ký Hội Trí thức Yêu nước Huỳnh Kim Báu nhớ lại Ông Kiệt biết là các trí thức bắt đầu vượt biên Ông gọi tôi lên và dặn nghe ngóng nếu có anh em trí thức bị bắt ở đâu thì anh phải lãnh về. Khi nhận được tin công an Bình Thuận bắt giam kỹ sư Dương Tấn Tước, ông Kiệt cấp giấy cho ông Báu ra Bình Thuận xin di án về thành phố. Ông Báu kể công an Bình Thuận thấy giấy của thành ủy thì cho nhận can phạm. Nhưng khi anh Tước thấy tôi mừng quá định kêu lên, tôi đã phải giả vờ làm mặt lạnh bước tới cầm tay anh Tước. Dọc đường tôi cứ phải làm thinh, mặc cho kỹ sư Tước ngơ ngác qua khỏi Bình Thuận rồi tôi mới mở còng và giải thích Công an Bình Thuận mà biết là người ta chụp đầu cả tôi Đích thân ông Kiệt cũng nhiều lần đến các trại giam để bảo lãnh các trí thức Theo ông Phạm Văn Hùng và Nguyễn Văn Huấn, hai người với việc thời đó của ông Kiệt Hình thức xử lý đối với những trí thức vượt biên của anh Sáu Dân là kêu tụi tôi đích thân đi làm lại hộ khẩu và sổ gạo cho họ Nhưng phần lớn các trí thức đã ra đi lặng lẽ Giáo sư Châu Tâm Luân kể, tôi đi tất cả 6 lần lần bị giữ lâu nhất là ở rạch giá cả tháng trời nhưng tôi không khai mình là ai như bốn lần trước ở nhà cứ lo một cây vàng là được thả thôi có những người không chịu nhờ thành ủy hoặc lo bằng vàng theo ông huỳnh kim báu khi vượt biên bị bắt giáo sư lê thước đã tự sát